Khoảnh khắc thuyền lan ngọc Ngô Kiến Huy lên ngôi tại Running Man. Ngoài những cuộc chiến gay gắt, Running Man Việt Nam vào mùa 2 còn khiến dân tình chú ý bởi những màn tương tác ngọt ngào của các thành viên. Đặc biệt, gần đây người hâm mộ bắt đầu xuất hiện các bài viết chèo thuyền cặp Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy. Những khoảnh khắc tình tứ của cả hai khiến các fan đều bấn loạn. Trong lần mới nhất Running Man Việt Nam mùa 2, Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc có một màn vật lộn đầy tình cảm, không căng thẳng như những trận xé bảng tên khác. Cặp đôi vừa chiến đấu lại vừa cương đựng nhau rất nhẹ nhàng. Ban đầu Lan Ngọc ở thế chủ động tấn công, nhưng sau đó lại bị Thỏ Đen đè lên người. Lúc này cô nàng còn kêu rằng: "Anh nghe em năn nỉ nè, anh đè em xuống như vậy khán giả nhìn thấy kỳ lắm, thiệt bây giờ anh cho em lên trên đi." Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ nhận thấy Ngô Kiến Huy đã cố tình buông lỏng, nhường cho cô bạn thân cơ hội tấn công. Sau khi thua cuộc, nam ca sĩ cũng lập tức đỡ Lan Ngọc ngồi dậy. Trước đó, hai nghệ sĩ này từng được cư dân mạng gọi là cặp đôi non nớt, bởi lẽ cả hai đều không có thế mạnh về thể lực nhưng lại khá âm mưu. Ở những tập trước, Ngô Kiến Huy cũng từng khiến dân tình hoang mang khi thản nhiên đụng chạm ôm ấp Lan Ngọc, chẳng hạn như nam ca sĩ tận tay đội mũ an toàn hay bất ngờ bế xốc cô bạn lên để ăn mừng chiến thắng. Dù bị thoát vị đĩa đệm, nhưng từ Running Man Việt Nam mùa 1 đến nay, giọng ca giả vờ yêu vẫn thường xuyên cõng, bế hay nhấc Lan Ngọc lên người. Ngược lại, ngọc nữ màn ảnh cũng nhiều lần dành cho anh bạn thân nhiều cử chỉ thân mật. Khán giả chắc hẳn sẽ không quên được hành động nữ diễn viên sửa áo cho anh bạn vào tập 3 của chương trình. Trước đó vào mùa 1, Lan Ngọc cũng từng thẳng tay xé áo của Ngô Kiến Huy mà không có vẻ ngại ngùng gì. Bên cạnh đó, cô nàng rất thích tìm cách trêu chọc nhược điểm của nam ca sĩ. Dù thế, Lan Ngọc luôn là người cổ vũ, động viên Thỏ Đen mỗi khi thực hiện thử thách. Cặp đôi thường xuyên hợp tác với nhau để bày mưu tính kế. Ngoài những tương tác ngọt ngào trên sâu, cả hai còn thường xuyên dìm hàng nhau trên mạng xã hội. Đôi khi, các fan cũng bị loạn nhịp tim khi Ngô Kiến Huy còn tự chèo thuyền bằng cách đăng ảnh ngọt ngào với cô bạn. Từng hợp tác với nhau qua nhiều dự án từ điện ảnh đến âm nhạc, Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc trở thành cặp bạn thân ăn ý trong showbiz Việt. Chính vì những tương tác tự nhiên và hài hước của cả hai mà các fan vẫn ngày ngày trông ngóng chiếc thuyền này sẽ sớm cập bến. Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy cứ việc dìm hàng nhau, còn các fan chỉ cần ngồi chấm hóng để lưu loạt ảnh về làm meme mà thôi. Running Man Việt Nam mùa 2 chơi là chạy, hiện tại đang là chương trình truyền hình thực tế chiếm spotlight trên mạng xã hội và được đông đảo khán giả ngóng chờ ngày lên sóng với dàn cắt khủng. Mọi khoảnh khắc của các thành viên này luôn khiến netizen vô cùng thích thú đón chờ, không phụ lòng khán giả. Ngay từ khi đi Hàn Quốc về, dàn cắt đình đám liên tục update ảnh dìm hàng nhau hoặc của chính mình lên trang cá nhân. Mới đây, Ngô Kiến Huy đã khoe bức ảnh do chính Karik làm phó nháy trên trang cá nhân. Trong khung hình, Thỏ Đen cầm bông lúa tạo dáng cực deep và lãng tử. Tuy nhiên không may là Lan Ngọc đã thả ngay một bức ảnh dìm của anh chàng bên dưới phần bình luận, đến nỗi Thỏ Đen phải tức tối thốt lên: "Ủa, cô gái có lòng dạ dao kéo, quả là hình tự đăng và hình được bạn thân đăng lúc nào cũng khác nhau một trời một vực." Độ lầy lội của Lan Ngọc vẫn chưa dừng lại ở đó, cô nàng tiếp tục khoe vai rùa cực xinh lên trang cá nhân, tiện thể kèm chú thích: "Ảnh bông lúa tôi cũng có, ảnh dìm Thỏ Đen xin xem dưới comment." Nói là làm, ông nữ xả ngay một tấm hình dìm hàng khác của Ngô Kiến Huy bên dưới, cùng một khung ảnh, cùng một kiểu tạo dáng, nhưng cả hai lại cho ra đời hai thần thái đối lập hẳn. Ngay lập tức, bức ảnh của cặp đôi mặn mòi này thu hút gần 100.000 lượt tương tác, khiến khán giả xỉu dọc xỉu ngang.